thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ trong đêm, người dân lo lắng. Tối ngày 29 tháng 10, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 nhà máy thủy điện tiến hành xả lũ chiều và đêm 29 tháng 10. Nhằm đảm bảo công tác điều tiết hồ chứa các nhà máy thủy điện Châu Thắng và Chi Khê được an toàn theo đúng quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Chiều cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã ban hành thông báo số 172 và 173 về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng, huyện Quế Phong, hồ chứa thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông. Thủy điện Châu Thắng sẽ xả lũ vào 17 giờ ngày 29 tháng 10, lưu lượng xả khoảng 76 đến 400 mét khối trên giây, bao gồm xả qua các cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy. Thời gian kết thúc xả đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lũ. Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê dự kiến tiến hành xả với lưu lượng 500 đến 1.000 mét khối trên giây, bao gồm qua đập tràn và qua các tổ máy, và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian xả bắt đầu từ 17 giờ ngày 29 tháng 10 đến khi hết ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường. Riêng nhà máy thủy điện Nậm Mồ, huyện Kỳ Sơn dự kiến tiến hành xả với lưu lượng từ 140 đến 400 mét khối trên giây. Thời gian xả nước bắt đầu từ 19 giờ cùng ngày đến khi lưu lượng nước về hồ giảm dưới mức 140 mét khối trên giây. Riêng nhà máy thủy điện Bản Ang, huyện Tương Dương dự kiến tiến hành xả với lưu lượng 200 đến 500 mét khối trên giây. Bắt đầu từ 20 giờ 30 đêm 29 tháng 10 cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189,6 mét khối trên giây. Tại một số huyện Thanh Trương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Anh Sơn và cả Tương Dương, Nghệ An có sông Cả chảy qua, mực nước dâng lên nhanh từ chiều và đêm 29 tháng 10. Người dân đang hết sức lo lắng nếu mưa lớn kéo dài, thủy điện xả lũ sẽ gây ngập úng trên diện rộng. Lúc 22 giờ cùng ngày, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Lê Hồng Thái cho biết, mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Tam Hợp khiến học sinh phải ở lại trường. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão xã, nhà trường tổ chức bố trí học sinh ăn ngủ tại lớp, đồng thời cử người túc trực 24 trên 24 đoạn đập tràn đi vào Ủy ban Nhân dân bị nước chia cắt. Tất cả có hơn 100 học sinh được bố trí nghỉ tại trường, nguồn tin cho hay. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.